Dạ xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa Con. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Khương Dừa mới đi làm về, Khương Dừa mới mua được một cái bọc bánh này nè, đặc biệt là trà sữa, rất ăn thích ăn bánh này, để Khương Dừa kêu trà sữa ra nha bà con. Sữa ơi, ra cho biểu ơi, kì sữa. Chào ông bà cô chú ơi, chào ông bà cô chú. Chú bánh nè đeo này. Chào ông bà cô chú ơi, cái này không cho ta. Chào ông bà cô chú ơi, chào ông bà cô chú nè, chào ông bà cô chú kìa. Chào bà cô chú, con đi học về là sớm không? Từ con đi học về sớm không? Dạ sớm. Nay con học ngoan không? Chắc bớt bữa quá. Nay con học ngoan không hả? Đúng. Con đi học ngoan không? Dạ con ngoan kinh. Nay có gì vui không? Nay học có gì vui không? Làm gì vậy? Làm gì vậy mà thúc đứng lên coi. Nay con học có gì ngoan không? Dạ ngoan. Rồi cho Hùng ra coi. Nhớ không? Con sáng dạ, nhớ quá trời. Là bút ông bút thì gắn vô là không bút. Là gì? Không bút. Dạ. Không bút. À hiểu rồi. Không bút. Bút là cuốn sách hả? Không bút. Không, cái bút nghe dở mà mở ra là bút, còn không mở bóp ra. Còn con bóp không mở. Bóp. 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 Bút. Bút thì cuốn sách. Nè cái nè. Còn cái hộp là bóp. Còn chưa học á. Quay qua đây nè, nói bà cô chú chị nghe nè. Là không bút. Nó học được từ nào rồi? Học nhiều quá. Con cá là gì? Con cá tiếng Anh là gì? Chica bay. Bay. Nó nhìn nó trắng quá ta. Không bút. Không bút. Không bút. Nó học tiếng Anh nhiều quá vậy? Nè, nó chứ cha mua cho con hai con mấy con cá nè. Giống như xì lem quá. Hả? Giống như xì lem quá. Cà lem hả? Xì lem hả? Xì lem đồ chơi hả? Thương vừa mua cho trà sữa mấy con cá. Về cho trà sữa thả. Trà sữa mê cá lắm. Rồi xách vô thả đi. Đi xách vô, xách vô. Coi chừng bể nha. Rồi đi vô. Cho bể một cái. Bể cái đầu luôn. Cảm ơn cha chưa? Cảm ơn cha, nó nặng quá. Rồi nặng rồi xách đi. Đầu tiên con lấy một cái ra con đổ trước rồi. Con thử coi con đổ được không nha. Nay trà sữa ngủ có tè dầm không? Dạ không. Dở quá ta. Nay trà sữa ăn ngoan không? Dạ ăn ngoan. Nay trà sữa đi học có hát bài nào mới không? Dạ có. Bài gì? Bài gì con? Ai đừng mua trong măng chứ. Bài gì? Ai đừng mua trong măng. Ai đừng mua trong nắng hả? Cá này cá gì biết không? Cho em mở ra đi. Mở ra đây con đổ. Cá này cá ba đuôi, con leo lên đó rồi cha đổ vô cho. Để cha mở cho. Để cha sắp cho. Cha sắp. Con leo lên đây. Sẵn đi. Đừng mua trong măng. Và đi tìm tìm ra là học. Cá này cá gì? Dạ cá heo. Heo là cá heo à. Này cá ba đuôi. Cá chi cơ bèo. Cá ba đuôi. Bà con chú chị thân mến, bữa Khương Dừa nuôi cá nhiều lắm nha. Hồ cá này rất nhiều cái cá chép mà. Cái chép nhật á. Cái chép coi á. Mà sao nuôi cá chép coi mình thay nước sạch cái nó không chịu, cái nó chết hoài. Cái Khương Dừa thả ra ngoài kia luôn rồi. Giờ trong đây chỉ thả cá ba đuôi thôi. Giống xì lem á. Cha con nè. Con nghĩ con không từ. Cao. Con nghĩ con không cao đâu. Rồi cái này thấp quá rồi. Con để cho lấy ghế vô nha. Đợi cha nha. Lấy một cái ghế thôi. Đợi cha nha. Bạn cá. Đợi. Nói chuyện với bạn cá đi. Bạn cá với Hương á. Với cái mặt nữa. Nãy con mới bắt mà bớt cái đuôi đó. Ai đừng vô trong ăn như cái ai bà gì. Đi kìm đi em ra là học bà. Nè bữa qua nói bạn cá ơi, mình sẽ nuôi bạn nha. Bạn hãy sống ngoan nha. Dạ. Nói đi, nói gì bạn cá đi. Con đặt tên cá cái gì? Đặt tên cá đi. Hả? Ui. Không đặt tên cá hả? Vậy thì cá có bạn luôn rồi. Có bạn chưa? Theo một bịch tiếp. Một bịch tiếp hả? Đổ nhanh chứ dạ. Con phải đặt tên con cá gì mới được. Đẹp quá. Đẹp không? Mấy con cá này nhỏ nhỏ không à. Ta tưởng cũng mắc lắm mà về đó rề 20 ngàn bùa mấy con nhỏ đó. Cha ơi. Con này là 30 ngàn nè.
nhanh lên thả từ từ, thả từ từ thôi, thả từ từ thôi và thả đi coi chừng đổ nước đó. Wow, rồi ơi thích không? Dạ hết. Mai cho em mua nữa ha. Cái mai người ta bán có mấy con rồi, con hát cho cá nghe đi. Ai đều mua cho ông hát. Hát cho cá nghe đi rồi cho cá ăn nữa nè. Cá nhiều đi. Quá. Cá nhiều không? Mấy bữa giờ cho đi công tác nên không có ai ở nhà, mẹ nhà mẹ giữ tụi con không có thay nước được. Xin mai cho thay nước. Hổ ở ngoài có mấy con cá kia được rồi. Hổ ngoài cá chép. Nè, có cá đi, nói chuyện với cá đi. Cha con cho cá ăn nha. Ờ con cho cá ăn đi. Cha lấy cái ghế nhỏ ra đi. Chị. Đây đây, để con không cần nó nữa. Hả? Mấy cầm nhìn ra cái nó. Đây. Cho ăn ít thôi nha con. Dạ. Nhà mình hết đủ mai rảnh cho rảnh, nó luôn. Mai rảnh cha sẽ thay nước một cá. Ba con. Ba con ơi. Mà mình không nghe. Ba con. Quá đâu khối. Quá đâu. Dễ hả bên đó hả? Chờ chị sửa nha, để chị sửa. Ít thôi con múc ra, ít thôi. Được rồi, đó giỏi. Khoe với Quy đi, sửa. Khoe đi con có cá kìa. Ông Tiêu ơi. Chị sửa có cá này cho ông Tiêu. Đi. Nè, Đỗ Thế Vĩnh với cá nào mới thả? Như là con này. Ờ đúng rồi đó. Chị trai với em mới thả, đẹp à? Dạ. Mà nó màu đỏ cái nó nhìn cái hồ đỏ quét ha. Dạ, bên nhỏ mình hả? Ừ, không, cha mua chiều cha ghé cha mẹ đi về ghé mua 50 ngàn. Cam mà ta. Ừ. Nó màu đỏ. Màu cam. Mà cá này mình mới dọn hồ xong rồi cho nó ăn được cái giờ nữa. Mai chị tranh thủ cho dọn nữa. Cá đó cá lóc kiến. Nó sống dài nhất luôn á. Nó sống dài, nó bự nhất luôn. Chưa giờ chết. Nó sống con cá đó tính ra là con cá đợt đầu tiên cho thả tới giờ luôn. Còn mấy con cá đầu tiên cha nuôi từ lúc còn lớp trời luôn á. Con hồi xíu hồi 2018 á. Rồi đó con khoái hồ cá cho dẫn 2018. Con đi. Con dẫn con đi mua cá đó. 2 tháng 18 mà. À, con chào ông bà cô chú đi. Con chào bà cô chú đi, con chào. À. 2018 mà. Tháng 7, 2018. Tháng 7 ngày. Lúc 2... đó mình vô mình ở nhà mình rồi xong rồi cha con đi coi cá con phái cái cho lắp cái hồ cá luôn nè. Vậy đó con học lớp trời. Ừ. Lúc đó em chưa biết. Em nhỏ xíu à. Vậy được 4 năm rồi đó. Ừ, 4 năm rồi đó. Tháng 7 này là 4 năm rồi đó. Mà giờ trong đây không chỉ còn con có la kiến nữa hả? Còn muốn mang cá kia cho ra con mình nuôi bự rồi mà nó chết muộn thế ghê. Rồi này cái chép coi nuôi không họ không được con bà cô chú anh chị. Nó miễn mình lần mình thay nước thiệt là sạch cái nó ngợp nó chết. Đó, mà không thay nước thì nó dơ nhìn cái hồ điên thui. Tối ngầm cá nhồi nhắm cá đã ha. Nhớ lúc đó con cá kim long hay ngân long gì khương dũng ngân cá dài thòn á chết Thế Vĩnh khóc quá trời luôn. Xong trà sữa an ủi có hai con bự ghê. Xong nó hồ chặt quá sao nó chịu không nổi. Sao mấy con nhớ con cá gì mà cái đầu nó giống cái búa á, con cá đó nó chết đầu tiên. Con cá la hán á. À đúng rồi, con cá đó chết đầu tiên. Cá nó con mua con chọn á. Mà nó đi rồi nó giết mấy kia. Nó cắn mấy kia. Đúng rồi, cắn. Ừ. Mấy cắn cá mấy cá ba đuôi á. Sao mà cắn được ta? Thì nó có cái răng nó nhọn hung dữ nó cắn á. Giao nhiệm vụ cho hai đứa con là cha có đi công tác ở nhà là nhớ cho cá ăn đầy đủ nha. Dạ. Ừ. Con cá cũ nó nhìn giống cá mập đầu búa. Thôi mình ngồi ngắm ngắm cá nhìn nó thư thả ha. Dừa quá. Mười ngày chưa thay nước nè. Cha đi công tác rồi cái
Cha đi nửa tháng luôn. Ừ, cha mẹ ở nhà mẹ lu bu mẹ đâu có thấy. Không, như ta đi từ lúc ngày 15 đúng không? Ngày 15 lên ngày 28. Tới 7 là ngày 28. Ừ, tối thứ 7 là ngày 28 như vậy. Tổng cộng là cha đi 13 ngày. Đúng không ạ? Ờ, 13, 14 ngày vậy. 13 ngày. Ừ. Không, sữa. Có 12 ngày à. Sữa ơi, thứ 7 cha về chia cá nè sữa ơi. Chia cá nè, hồi chiều em cho cá ăn á. Hồi chiều em về em thả cá em cho cá ăn. Đấy. Để gạch đó để cha để cống nước để cho rút nước cho sợ nước vô. Cha chưa cho cá ăn. Con chào ông bà cô chú chị cái lại ra nè. Con chào ông bà cô chú lại nè. Mới cho giờ nó rồi thấy bụng nó bận luôn. Sữa chào ông bà cô chú lại nè. Sữa ơi. Sữa. Nè nè nè. Nè đứng nhìn cá chào ông bà cô chú nè. Đi con ăn hết trơn. Hả? Sao? Cho à, giờ con làm gì ạ? Rồi lại ngắm cái với nắm ngắm cái với anh hai nè. Rồi ngồi ngắm cái với anh hai nè. Ngắm không? Ủa mình ở nhà cha. Dạ. Lâu lâu kiếm đến cái người nó có sạch đâu mà nó lao nè. Thì nói vậy người cái gì đó. Tới rồi, ôi bữa nay trời sữa đứng cái ghế này tà, vừa luôn hả ta? Ơi đừng cho nữa. Thôi cho ăn ít thôi con, ăn ít thôi cũng được, thằng chiều cho lâu rồi, cho ăn xíu rồi. Anh hai mở giùm em con. Anh hai múc cho. Chứ sữa múc rồi đố rồi, bị đố. Nhớ cha đi công tác là hai anh em ở nhà phải chăm hồ cá cho kỹ nha không? Để hồ cá trong nhà mình có nước chảy rút rách cho nó nghe nó sinh động. Đừng có lại đi, chỗ muốn luôn. Còn lên đây. Nước chế qua đây. Sữa không kêu cá lên ăn nó đâu lên đâu. Chú, sữa phải kêu cá lên ơi. Băng băng. Bên này, bên này tên này, bên này tên này. Rồi được rồi. Rồi xong rồi. Cá ngon quá. Cá ngon quá. Gì đó, gì. Cá ngon. Đồ đồ ăn cá là ngũ cốc. Đưa ăn cá. Ui. Anh hai nãy giờ anh hai thích, anh hai ngồi ngắm hoài. Mai cho gặp ta nữa mua ha. Còn chiều người ta bán có mấy con à, ta mua hết luôn. Mê nha. Xong qua sữa tắm nè, rồi sữa trời mưa sữa tắm nè, nay sữa muốn bệnh rồi nè. Mặt sữa đừ đừ rồi nè. Sữa đưa cái mỏ của Thế Vĩnh, đưa cái mỏ cho của Thế Vĩnh vô cho cá nó lao coi. Đâu mới thằng mới chị bẻ răng cái răng hồi chiều đâu, cho con cho coi cho bà cô chú anh chị coi. Cho bẻ cái này hết đau không? Dạ, nhanh đau, gọn đau, không? Chết. Nhưng mà nhanh gọn không? Dạ nhanh gọn mà đau. Rồi, thấy cha làm nha sĩ được chưa? Chưa. Không cho như là nhớ thứ bảy gì có. Thứ bảy mới đúng. Bảy gì con? Thứ bảy xưa giờ mưa mới chơi. Không, tối thứ bảy cho về. Hôm qua là thứ chủ nhật à, đúng của rồi, công tâm. Chủ nhật, chủ nhật. Ừ. Rồi thôi cho cá ngủ đi, mình chào tạm biệt bà cô chú nè. Nè chào tạm biệt nè con. Em bè qua lại một bóp em hãy subscribe kênh được con. Dạ cảm ơn rất nhiều ạ. Chào tạm biệt con. Tạm biệt ông bà cô chú. Dạ hẹn gặp lại quý bà cô chú chị trong một clip tiếp theo ạ.